Công ty Tam Phúc là một tổ chức tội phạm, đứng đầu là một ông trùm tên là Hoàng Phúc. Tên An là mắt xích quan trọng. Các anh đã bị bao vây. Anh đừng bắn con, anh đừng bắn con, không biết gì hết. Hắn là một tên tội phạm xảo quyệt. Chúng ta cần phải kiểm chứng bệnh tình của An. Vậy. Mày không có quyền sai khiến tao ở đây. Mày muốn làm con chó giữ nhà cho bố thì mày cứ làm. Em là người yêu của anh mà, em sẽ không bán đứng anh đâu. Nhưng mà tôi không phải là tâm thần đâu nha. Đâu có một mình đâu. Ở đây là cả cộng đồng. Tôi sẽ giúp đỡ anh. Đi chích nha. Hey!